khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 19: Cả đời không hề hóa duyên. Có một cư sĩ đến thăm tôi, hỏi tôi một sự việc. Ông nói có người thường định kỳ đến chỗ ông để hóa duyên. Ông mỗi tháng đều bố thí. Về sau phát hiện người đó không phải mang đi làm việc tốt, chỉ là lừa tiền. Ông ấy hỏi tôi, ông làm vậy có tội hay không? Tôi nói với ông ấy rằng, người lừa người thì có tội, anh bị người ta gạt, anh có lỗi chứ không có tội. Tội cùng lỗi không hề giống nhau. Lỗi là gì vậy? Bạn ngu si. Nếu bạn không ngu si thì làm sao có thể bị người ta lừa chứ? Hiện tại, người mang danh nghĩa của chư Phật Bồ Tát đi lừa người rất nhiều. Bạn có thể bị người lừa thì chứng minh bạn rất ngu si. Bạn không thể phân biệt được phải quấy tà chánh, cho nên đây là lỗi của bạn. Lỗi lầm ở chỗ nào vậy? Người ác đó nếu như không có người giúp đỡ họ thì họ tạo ác sẽ không lớn, tạo ác sẽ có hạn. Các vị mọi người đều bỏ tiền ra sức giúp đỡ họ, họ có thể tạo ra ác nghiệp rất lớn. Vậy thì họ là chủ phạm, còn bạn là tòng phạm. Cái tội lỗi đó của các vị nhẹ hơn một chút. Tôi nói với anh ấy rằng, anh đã giác ngộ rồi, từ nay về sau không nên qua lại với họ nữa, lại cũng không còn phải lỗ lã. Vậy thì đúng rồi. Đồng bào đại lục phải nên ghi nhớ, trong đại lục đích thực có việc giống như Diệp cục trưởng đã nói. Họ lấy danh nghĩa của tôi để đi khắp nơi để lừa tiền rất nhiều. Các vị chính mình phải cẩn thận, nhất là việc đi hóa duyên. Các vị phải nên ghi nhớ, cả đời tôi không hề đi hóa duyên. Người nào đó lấy danh nghĩa của tôi mà đi hóa duyên thì người đó chính là kẻ gạt người. Tuyệt đối không hề có sự việc này. Cho nên việc này phải nên biết, cả đời tôi không cất chùa, cả đời không đi hóa duyên, cả đời không hỏi người ta lấy một xu tiền. Hy vọng các vị chính mình phải lưu ý, không nên khinh suất để bị người ta lừa. Cả đời tôi chỉ là dạy học, còn những thứ khác tôi nhất quyết không nghe, không hỏi. A-di-đà-phật.
Nam